Hello, hello. Xin chào các bạn. Đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ và Việt Nam đã, đã bước qua là ngày thứ năm rồi. Và hôm nay tôi cũng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều những thông tin tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên hết chúng ta hãy nhìn vào thị trường chứng khoán tại Hoa Kỳ. Thì hôm nay là một ngày mà nó rất là mix các bạn. Như là một ngày mà nó không đồng bộ. Chúng ta có thể thấy được là Nasdaq hôm nay đã xuống cũng khá là nhiều, xuống hơn 1% các bạn. Còn chúng ta nhìn vào S&P 500 đó, thì xuống 0.25% nhưng mà ngược lại đâu sẽ lại có một cái sự tăng trưởng nhẹ là 0.24 Hiện bây giờ đó hợp đồng tương lai thì đang màu đỏ Các bạn chúng ta thấy được là cả ba hợp đồng tương lai Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures Hiện bây giờ đó đều đang đỏ một chút hiện tại Chúng ta nói tới vàng đó thì vàng vẫn giữ được hơn 2.000 đô các bạn Và chúng ta cũng có một cái video ngắn rất là thú vị nói về vàng Và cũng nói về BTC cũng như chúng ta có rất là nhiều những cái thông tin uh, Liên quan tới Bitcoin ngày hôm nay và một số những cái crypto khác Tại vì những bạn nào mà không rành thì hôm nay đăng lý đâu là ngày sinh nhật của Satoshi Nakamoto Và ở trong thì crypto lại có một cái sự kiện khá là thú vị Để thường chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa và cùng với một số những thông tin nổi bật khác Nhưng mà chúng ta có thể uh nhìn vào những thông tin nổi bật liên quan đến thị trường tài chính nói chung trước đi thì chúng ta thấy được là hôm nay đó cũng như là đã lên lịch thì chúng ta nhận được cái thông tin tuyển dụng đến từ công ty ADP hôm nãy giờ thường thâu mà quên mở đèn các bạn bây giờ thường mới vừa mở đèn lại thì chúng ta thấy được là công ty ADP này là một công ty tư nhân thì công ty này mỗi tháng họ đều chia sẻ cái dữ liệu liên quan đến cái công an việc làm tại Hoa Kỳ công ty này đó họ sẽ không biết tất cả công việc làm đâu tại vì đây là một công ty biên chế có một số công ty lớn à, họ mướn công ty ADP ADP này để cung cấp dịch vụ trả lương cho nhân viên cho nên cái công ty này ít nhiều gì họ cũng nắm được một phần à, liên quan đến là công việc làm hiện bây giờ như thế nào thì chúng ta thấy được là tài liệu tuyển dụng tư nhân đó trong cái tháng vừa rồi chỉ tăng có 145 000 mà thôi cái này à, nghĩa là giảm từ cái mức là 261 000 trong tháng 2 và thấp hơn ước tính là 210 có nghĩa là gì chúng ta được là cái số lượng việc làm đã từ từ chậm lại rồi thì những đầu tư đó họ thường dùng tài liệu của ADP để chẩn đoán xem coi là cái chỉ số phần trăm thất nghiệp chính thức sẽ là bao nhiêu Chúng ta cũng biết là trong tuần này đó chúng ta sẽ có cái thông tin đó vào ngày thứ sáu Và cho tới bây giờ đó thì ước tính phần trăm thất nghiệp cũng sẽ tương đương như tháng vừa rồi là 3.6% Có nghĩa là cho dù chúng ta thấy được là cái công an việc làm đó đã chậm lại nhưng mà nếu nói ảnh hưởng nhiều đến phần trăm thất nghiệp thì cũng không hẳn đâu, ước tính bây giờ vẫn là 3.6%. Thì đây cũng là một cái phần trăm rất là thấp, nhưng mà chúng ta cũng đã bắt đầu thấy được là cái công việc làm đã thật sự chậm lại. Và chúng ta có thể nhìn vào những cái ngành nào mà đang mướn người, những ngành nào mà đang sa à, thải nhân viên, đó, thì chúng ta đã thấy được là những ngành như là dịch vụ tài chính thì đã giảm đi 51.000 việc làm. Dịch thương nghiệp thì giảm 46.000 việc làm và ngành sản xuất thì giảm 30.000 việc làm. Ngược lại đó thì cái ngành mà mướn nhiều người nhất đó vẫn là cái ngành liên quan tới du lịch và giải trí các bạn đã thêm 98.000 việc làm. Đây là cái thống kê đến từ ADP. Chúng ta sẽ biết cái thống kê chính thức đến từ Bộ Thông tin Lao động của Hoa Kỳ vào ngày thứ sáu này về phần trăm thất nghiệp. Và chúng ta lại sẽ có thêm một cái chỉ số liên quan tới phần trăm lạm phát nữa vào tháng này. Rồi sau đó chúng ta mới đến cái ngày mà phép hợp lần kế tiếp trong khoảng chừng một tháng nữa các bạn và tính tới bây giờ đó thì cho dù là chúng ta thì được là có một số những quan chức của Fed vẫn rất là hawkers như là chúng ta nói tới Lorena Master ngày hôm qua của chi nhánh ở Cleveland nhưng mà phần lớn nhà đầu tư đó thì đều nghĩ là Fed sẽ không có tăng lãi suất nữa đâu nhất là trong cái tình hình mà những ngân hàng đem tổn như thế này cho dù họ nói sau đây nữa đó thì thị trường cũng không có tin là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất chi tiết hơn đó là thống kê được chia sẻ bởi Charlie Bilalo cho thấy ngày 3 tháng 5 của họp kế tiếp thì những nhà đầu tư nghĩ là khả năng cao là Fed sẽ không tăng lãi suất tháng 6 cũng sẽ không tăng lãi suất mà giữ nguyên tháng 5 tháng 6 rồi tới tháng 7 đây chúng ta có khả năng thấy Fed sẽ cắt giảm 0.25%, tháng 9 cũng sẽ như vậy rồi tới tháng 11 sẽ không tiếp tục giảm mà sẽ giữ rồi tới tháng 12 lại cắt giảm thêm 0.25 cho đến và cứ tiếp tục như vậy đến tới cuối năm 2024 như các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, thì chúng ta có khả năng thấy là cái phần trăm lãi suất của Fed một lần nữa lại đi xuống dưới 3%. Đây là cái ước tính của những nhà đầu tư hiện bây giờ. Và chúng ta cũng có thêm một tài liệu nữa. Đây là tài liệu đến từ CME. Chúng ta cũng đã biết đây là một trong những nơi mà chúng ta có nhiều hợp đồng tương lai liên quan tới Fed Fund Rate. Thì chúng ta thì được là những nhà đầu tư. Bây giờ đó thì phần lớn hợp đồng vẫn nghiêng về là cuộc họp tháng 5 này. Fed khả năng là sẽ ngưng tăng hơn là tăng 52.8% nghĩ là Fed sẽ ngưng tăng và phần còn lại nghĩ là Fed sẽ tăng phần ít hơn nhưng mà hai cái bây giờ cũng gần như ngang ngửa nhau nhưng mà vẫn nhiều người nghĩ là Fed sẽ ngưng tăng cho đến cuộc họp tháng 6 đó chúng ta cũng thấy tương tự như vậy phần lớn nghĩ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất và cho tới tháng 7 đó cũng tương tự như là cái chia sẻ của Charlie Bellello cho thấy được là nhiều người hơn sẽ nghĩ là Fed có khả năng là sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất 0.25%. Chúng ta vẫn còn cách cái cuộc họp đó tới 27 ngày tới gần hơn tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn với các bạn rồi chúng ta nói tới hợp đồng dầu đi hợp đồng dầu thì hôm nay chúng ta đã thấy giảm một chút dầu thật ra có một cái sự tăng trưởng nhanh sau khi mà có cái thông tin là nhóm OPEC Plus cắt giảm cái sản lượng dầu là 1.16 16 triệu thùng dầu mỗi một ngày đây như bạn cũng đã biết thông tin đó rồi Nhưng mà sau đó thì giá dầu hầu như không có tăng nữa Mà chúng ta đã thấy giá dầu giảm một chút xíu Ở mức bây giờ là dưới 80 đô la Và thật ra cái mức 80 đô la này cũng là cái mức mà chúng ta cũng quá quen thuộc mấy tháng qua rồi Còn về BTC thì như thế nào các bạn Ngày hôm nay thì giá của BTC vẫn trên 28.000 đô Ở thời điểm này là 28.080 Và cả ngày hôm nay chúng ta cũng thấy được là BTC à, di chuyển tới mức là 27.700 đô lên tới 28.300 đô Thì cũng kể ngày hôm qua mà ថយ thấp hơn ngày hôm qua một chút xíu nhưng mà cũng cỡ đó thôi các bạn chúng ta nhìn chung đó thì tổng số vốn hóa ngày hôm nay đã xuống 1.3% và những năm lớn cũng không bây giờ là quá đặc biệt đâu chúng ta thấy là BTC thì xuống 1.2% nhưng mà Ethereum cũng cỡ đó chúng ta thấy được là BNB thì cũng như vậy những năm lớn thì hôm nay cũng không có nhiều động tĩnh các bạn nếu chúng ta nói tới Ethereum đó thì chúng ta được Ethereum gần đây cũng đã có một cái sự tăng trưởng chúng ta được là Ethereum đã qua 0,900 900 đô bây giờ thì cũng cỡ đó các bạn 1897 thì chúng ta cũng đã biết là là Ethereum sắp sửa có cái cập nhật kế tiếp đó chính là cái cập nhật sang 2 thì ước tính cập nhật sang 2 sẽ xảy ra vào ngày 12 tháng 4 thì có khả năng đó là lý do tại sao chúng ta thấy là giá của Ethereum nhưng mà thật ra cập nhật này đó là có một số những đề xuất sẽ được kích hoạt để khiến cho mạng lưới của Ethereum có hiệu quả hơn nhưng mà có cái đề xuất mà nhiều bạn quan tâm đó chính là cái đề xuất cho phép những người mà tham gia vào staking có thể rút được tiền ra khỏi cái beacon chain tại bây giờ các bạn tham gia vào staking thì các bạn không thể nào rút ra được thì như nhiều người cho là tới lúc đó chúng ta sẽ thấy giá bị đâm tại vì có thể là có nhiều ether sẽ được bán thì cũng không hẳn đâu các bạn đương nhiên cũng sẽ có nhiều người chờ đợi để mà rút ether ra để mà bán nhưng mà đương nhiên cũng có nhiều người đó chờ đợi để người ta có thể tham gia vào staking mà có thể rút ra được bất cứ lúc nào tại vì có nhiều người bây giờ có thể họ cũng có ether chờ đợi sẵn nhưng mà họ không muốn tham gia vào staking vì lý do là stake rồi lỡ như cần gì không rút ra được thì có thể tới người đó chúng ta lại có nhiều người tham gia vào stake nhưng mà ít ra đó chúng ta sẽ thấy được hai cái nguồn có khả năng là sẽ bán dựa theo bài viết này đến từ CoinDesk. Thứ nhất là chúng ta có khoảng chừng 1.1 triệu Ether sẽ được cho phép là unstake khi mà chúng ta có cập nhật này. Khi mà chúng ta thấy được là cái cập nhật sang hai này nói là sẽ cho những người mà tham gia vào staking có thể rút ra đó Thật ra họ chỉ được rút một phần mà thôi Họ sẽ được trả lại theo từng giai đoạn chứ không phải là cái ngày đó Tất cả mọi người sẽ được rút hết một lượt các bạn Nhưng mà chúng ta biết ít nhất là có khoảng chừng 1.1 triệu Ether có thể được rút Và trong đó đó chúng ta có khả năng là sẽ có người bán tại vì ít ra chúng ta biết đó là công ty Celsius à, có khoảng chừng là 158.000 Ether đang nằm trong đó và nếu như rút được đó thì có khả năng là Celsius sẽ bán tại vì cái số lượng này cần phải được bán để mà trả cho nạn nhân thì khả năng là như vậy nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy được là cho dù là 158.000 này không có tính chung với 1.1 triệu Ether có thể được unstake thì chúng ta cộng hai cái là khoảng 1.3 triệu Ether có khả năng là được bán thì uh, tổng số này khoảng chừng là 2.4 tỷ đô la thì 2.4 tỷ đô la này đại diện cho cái số lượng volume hàng ngày của Ether là bao nhiêu thì uh, khoảng 2 tỷ đô la này đó là khoảng 20% của cái số lượng volume giao dịch hàng ngày của Ether mà thôi Cũng là cái phần lớn đấy các bạn nhưng mà cũng không lớn như là nhiều bạn nghĩ Và thêm vào đó đó chúng ta nên biết là cái số lượng stack unstake thật ra cũng chỉ là một cái phần nhỏ mà thôi Tổng cộng là có 1.3 triệu Ether có khả năng là được unstake Nhưng mà chúng ta có tới 18 triệu Ether đang stake hiện tại Cho nên họ sẽ trả theo từng đợt Và thêm vào đó đó chúng ta cũng nên hiểu đó là những người nào mà rút ra thì có thể cần đến 5-6 ngày thì mới rút được và tất cả số tiền có thể được rút ra trong vòng từ 3 tuần cho đến 4 tháng coi như là trả từng đợt một cho nên sẽ không có khả năng là tất cả rút ra vào đâm đâu các bạn và nếu như chúng ta có thấy giá của từ giảm xuống đó, thì đương nhiên đó cũng là những lúc mà Thuận sẽ thu mua thêm Ethereum. Như bạn mà theo dõi kênh cũng đã biết là Thuận đã ngưng không có chút lời cái đây khoảng chừng là 3-4 ngày và từ thời điểm đó Thuận đã bắt đầu chú tâm hơn để mà tích lũy Ethereum. Nếu như mà trong video này có thời gian thường sẽ chia sẻ về cái danh mục đầu tư của Thuận. Nhưng mà trước hết chúng ta lại có thêm một số những thông tin nữa bậc khác muốn chia sẻ với các bạn nữa. Và ngoại trừ việc là chúng ta thấy ngày 12 tháng 4 này sẽ có cái cập nhật sang hai của Ethereum. Chúng ta có biết là cũng ngày đó chúng ta sẽ có một cái hard fork, đó chính là hard fork của BNB Chain các bạn. Và chi tiết hơn đó là đối với lại Binance Smart Chain thì cái hard fork ngày 12 tháng 4 này đó có tên là Plank thì hard fork này đó sẽ có một cái đề xuất là BEP 171. Đây là một cái đề xuất để mà làm cho cái cầu cross chain của họ vững chắc hơn và có hiệu quả hơn chủ yếu là như vậy tại vì trước đây đó cũng có một số những cái vụ hát liên quan tới cái cầu nối đó có thể là không chắc chắn lắm thì cái upgrade này thì tôi hiểu là sẽ làm cho cải tiến cái cầu nối đó chủ yếu là như vậy chứ còn cái upgrade liên quan tới Ethereum thì tôi cảm thấy là nó có cái sự ảnh hưởng nhiều hơn rồi chúng ta có biết là ngày hôm nay đó là một ngày nào hay không? Hôm nay dựa theo những thông tin chúng ta đã biết thì khả năng là hôm nay là ngày sinh nhật của Satoshi Nakamoto thì nói là khả năng. Tại vì sao các bạn? Tại vì Satoshi Nakamoto là một người, là một nhóm người, là đàn ông, là phụ nữ, chúng ta đều không biết. Chúng ta chỉ biết là dựa theo cái P2P Foundation. Thì nhiều người đã để ý hồi xưa đó, chúng ta thấy được là ngày 5 tháng 4, thì cái ngày đó là cái người mà có nạc danh là Satoshi Nakamoto đã thay đổi cái số tuổi của mình. Và nhiều người sau đó nói đây có nghĩa là Satoshi vừa có sinh nhật cho nên đã thay đổi cái số tuổi của mình à, Chỉ còn chúng ta thực sự không biết được là ngày sinh của người này hay là của cái nhóm này được ra đời lúc nào Chúng ta chỉ biết những thông tin dựa theo P2P Foundation mà thôi là có khả năng hôm nay là ngày sinh nhật của Satoshi Nakamoto Thì có phải không đó chúng ta cũng hoàn toàn sẽ mãi mãi không biết đâu các bạn Tại vì Satoshi đã mất tích nhiều năm rồi nhưng mà cũng có thể như là những gì chúng ta đã biết liên quan tới mạng lưới blockchain của Bitcoin Tất cả đều có một cái ý nghĩa khác hết các bạn Giống như chúng ta đã thấy được là cái ngày mà có cái block đầu tiên cha Block Thì trong đó đó đã có một cái dòng chữ như các bạn nhìn thấy màn hình đó, The Times ngày 3 tháng 1 năm 2009 Thủ tướng chuẩn bị có một cái hỗ trợ thứ nhì Và sau đó người ta đối chứng thì mới biết Thì ra yeah, The Times mà được nói tới trong blog này đó, block này là được đào bởi Satoshi à, chính là nói tới cái tạp chí The Times của nước Anh và cái được nói đến là thủ tướng chuẩn bị có gói hỗ trợ thứ nhì cho ngân hàng à, đó chính là cái bài viết lớn mà các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, đây là bài viết chính của ngày hôm đó thì cũng đồng nghĩa đây là một thông điệp nói là BTC được tạo ra vì lý do là in tiền quá nhiều vì lý do là chúng ta không còn cái sự tin tưởng vào ngân hàng trung ương nữa tại vì ngân hàng trung ương cứ luôn in tiền để mà bảo vệ những ngân hàng lớn cho nên Satoshi đã quyết định là có BTC các bạn à, và cũng giống như là cái thông điệp đó nhiều người ra thì cho là khả năng không phải là cái người đó hay nhóm đó được ra đời vào ngày 5 tháng 4 đâu nhưng mà có thể đây là một thông điệp liên quan đến cách đây rất lâu rồi các bạn 1933 như các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, ngày 5 tháng 4 của thời điểm đó tổng thống Hoa Kỳ lúc đó chính là Franklin Roosevelt đã ký Uh, một cái xác lệnh có tính lịch sử các bạn có biết xác lệnh đó là gì hay không nhiều người đó thì uh, gọi đây là xác lệnh tịch thu vàng nhưng mà không phải đâu các bạn đây là một cái xác lệnh cấm người dân lưu trữ hơn 100 đô vàng và chi tiết hơn đó xác lệnh này nói là tất cả người dân nếu như mà có lưu trữ hơn 100 đô vàng thì cần phải giao nạp cho Fed và Fed sẽ thu mua lại với cái giá trên thị trường thời điểm đó. Lý do thì nhiều bạn chắc cũng đã biết về lịch sử rồi năm 1933 thì lúc đó cái tình hình kinh tế cũng đang trong cái tình trạng mà hồi phục rất là chậm sau cái cuộc đại khủng hoảng và chúng ta cũng đã biết là lúc này đó thì nền kinh tế cần được kích thích nhưng mà nhiều người thì họ lại thích lưu trữ vàng cho nên uh, chúng ta thấy được là để kích thích ấy, thì uh, chúng ta đã có một sắc lệnh này để mà thu mua lại vàng của người dân và thêm vào đó đó chính phủ Hoa Kỳ lúc đó lại đang thiếu vàng rồi các bạn rồi mãi nhiều năm sau đó người dân Hoa Kỳ mới có thể là lưu trữ vàng trở lại thì có phải là ngày 5 tháng 4 này cũng liên quan đến cái sắc lệnh này hay không thì chúng ta cũng không có biết nhưng mà khả năng là có đó các bạn nhưng mà dù say nữa đó thì hôm nay cũng là một ngày mang tính lịch sử cho btc và cũng là ngày hôm nay đó cộng đồng của btc thì lại tìm thấy một cái thông tin rất là thú vị liên quan tới apple các bạn và chi tiết hơn đó là chúng ta có một cái bài viết À, liên quan à, đến việc là mỗi máy Mac computer đều có một phiên bản BTC White Paper ẩn trong đó Thì à, Thượng cũng check các bạn, Thượng cũng tò mò để mà tìm cách check Và thực sự là như vậy, như là thường đã chia sẻ cách check với các bạn Nhưng mà nào mà đang sử dụng những cái máy mà Macbook hay là Mac Studio đó Thì các bạn à, có thể đi tìm kiếm bằng cách là dùng Command Space như bạn cũng đã biết rồi Các bạn có thể tìm kiếm một cái gọi là Terminal Rồi sẽ hiện lên như thế này Rồi các bạn copy cái dòng chữ này vào Các bạn copy và paste vào Terminal thì các bạn sẽ thấy được chúng ta sẽ có một cái phiên bản bitcoin white paper à, nằm sẵn trong máy thì đương nhiên điều này cũng làm cho nhiều người khá bất ngờ tại sao lại có một cái phiên bản white paper của bitcoin nằm trong những cái máy apple này và đã có từ đâu à, và tại sao lại có đương nhiên chúng ta sẽ không thể nào mà biết được chính xác đâu các bạn chúng ta cũng đã biết là ContraDraft đó họ nói thì họ cũng đã liên hệ với lại công ty apple để hỏi nguồn gốc tại sao lại có một cái bitcoin white paper nằm trong những cái máy này chúng ta bây giờ chỉ biết đó là những mà nào mà dùng mac os có nghĩa là cái chương trình mac 10.14 đó có nghĩa là cái chương trình này theo thuận nhớ À, đó chính là cái uh, chương trình Mac Mojave thì đã ra đời vào năm 2018 các bạn có nghĩa là không liên quan đến là cái máy các bạn cũ hay mới như bạn nói là cũng đã thử uh, và cũng đã thấy là mình cũng có một phiên bản Bitcoin White Paper như là các bạn nhìn thấy trên màn hình như bạn cũng đã chụp hình gửi lại nói là cũng có cái phiên bản như vậy và nhiều bạn nói là cái máy vi tính của mình cũ nhưng mà vẫn có thì uh, có nghĩa như thế nào thật ra như thường chia sẻ chúng ta sẽ không biết ý nghĩa như thế nào rồi các bạn đương nhiên có nhiều thứ âm hù bây giờ nói là có thể là Steve Jobs là sao thu có thể là Apple Tim Cook đã có cái sự hứng thú liên quan tới btc từ lâu rồi như bạn thì tin là có ẩn chứa một cái ẩn ý gì đó rất là lớn lao ở đây hay là có thể là một người nào đó đó làm cái phiên bản macOS rất là yêu thích btc cho nên trong lúc làm đã đã add vào cái phiên bản bitcoin white paper này cũng có thể luôn các bạn nhưng mà cái sự thật đó là có ai đó đã phải đưa cái phiên bản bitcoin white paper này vào trong mac os nhưng mà lý do tại sao thì chúng ta sẽ mãi không biết đâu nhưng mà tới lúc mà chúng ta nhận được thông tin chính thức từ Apple đó thì các bạn có còn tin hay không có thể là nhiều bạn nói là tin có thể là nhiều bạn nói là sẽ không có tin có thể đây mãi mãi cũng sẽ là một bí mật mà nhiều người không biết sự thật như thế nào nhưng mà chúng ta thấy được nếu nói đây là một cái dẫn chứng cho thấy được là Steve Jobs có khả năng là Satoshi thì đương nhiên không gì là không thể hết các bạn nhưng mà nếu nói là cái ngày tháng mà cái phiên bản Bitcoin White People này à, được đưa vào macOS đó, đó chính là khoảng chừng ngày 24 tháng 9 lúc mà chúng ta có có cái cập nhật Mojave uh, của Mac OS uh, Những cái máy vi tính trước đó Miễn là có cập nhật này Thì cũng có phiên bản Bitcoin White Paper Các chúng ta biết đó là Tim Cook CEO hiện bây giờ của Apple Nói là một cái fan của Crypto Và ông ta cũng đang lưu trữ Bitcoin và Ethereum Bao nhiêu thì ông ta không có nói Nhưng mà về việc là khi nào Thì Apple mới tích hợp Bitcoin, Ethereum Thì ông ta nói là bây giờ Không có những kế hoạch đó Bản thân của Steve Cook thì nói là đối với một người đầu tư đó thì chúng ta nên có Bitcoin và Ethereum để mà đa dạng hóa danh bộ đầu tư Ít cho chúng ta biết, Thiếp Khúc là một người mà yêu thích Bitcoin và Ethereum. Và chúng ta cũng đã biết là những người nào mà tham gia vào Bitcoin đó thì có rất là nhiều bạn. Sau khi mà tham gia thì hầu như đã dành hết tâm trí của mình giống như là thường vậy các bạn. Mới đầu khi mà thường biết đến BTC thì đâu có nghĩ là một ngày nào đó lại dùng rất nhiều thời gian để mà chia sẻ với các bạn trên YouTube, mà YouTube tiếng Việt nữa, à về Bitcoin và crypto đâu. Các bạn đã nhớ là trước đây đã thuận làm video thì cũng cho vui thôi. Và thật ra nhiều bạn cũng đã biết tới thuận từ những ngày đầu tiên trước khi làm video tiếng Việt nữa. Trước đó là Thùng chỉ làm video tiếng Anh thôi các bạn, sau đó nhiều bạn ủng hộ rồi Thùng mới chuyển qua làm video tiếng Việt. À, và cho tới ngày hôm nay đó cũng đã 6 năm rồi các bạn. Khi mà các bạn biết tới Bitcoin đó thì có một số bạn hầu như là cả tâm trí của mình dùng rất nhiều thời gian để mà tìm hiểu và theo dõi thị trường này và cho dù các bạn đầu tư Bitcoin có kết quả như thế nào hay nữa đó thì chúng ta cũng có thể công nhận là sau khi biết đến BTC rồi thì chúng ta lại hiểu hơn rất nhiều thứ liên quan tới tiền vừa hành như thế nào, liên quan tới ngân hàng trung ương ra sao, liên quan tới rất là nhiều thứ về tài chính các bạn. Và trên màn hình những người nào mà không nhớ đó, đây là một người mà ở trong quốc hội của Hoa Kỳ đã viết cái chữ buy Bitcoin. Cái này ra cũng cách đây nhiều năm các bạn năm 2017. Các bạn có thấy được người trên màn hình đó, đó chính là bộ trưởng tài chính hiện tại trên nền Yellen nhưng mà lúc đó đã giữ chức vụ chủ tịch Fed. Thì các bạn đã thấy được là trong cái video ngắn này đây chúng ta thấy được là cái người bên ông đó, khi mà bà ta nói à, thì lại đưa cái chữ lên là buy bitcoin và đương nhiên người này thường nhớ lại là bị sa thải rồi người ta cũng nguyên góp tiền tại vì người này cũng rất là bullish mà dám làm như vậy à, chú hỏi các bạn khi mà yêu thích Bitcoin rồi đó thì chúng ta làm nhiều thứ mà chúng ta không có kiểm soát được Nhưng mà sự thật đó, cái ngày mà người này đưa cái bản buy Bitcoin lên ở quốc hội của Hoa Kỳ đó Lúc đó là tháng 7 năm 2017 Lúc đó đó BTC chỉ có 2.500 đô thôi các bạn Mà cho tới bây giờ thì đã là 28.000 đô rồi Nhiều người cho là cái thanh niên này đã đưa ra một lời khuyên còn hữu ích hơn cả Chủ tịch Fed lúc đó nữa các bạn